Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp sản xuất khuôn mẫu đồ gá tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đòi hỏi người làm kế toán tại công ty vừa có mảng sản xuất vừa có mảng gia công cần phải nắm chắc quy trình tính giá thành song song hai mảng riêng, biết cách tối ưu chi phí sản xuất phát sinh dựa trên các bản vẽ kỹ thuật khác nhau và định mức cho từng khuôn mẫu. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học ngay dưới đây. Nội dung chính của khóa học sẽ được chia làm 3 phần. Phần 1, khai báo dữ liệu đầu kỳ, hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc cập nhật số dư chi tiết của đầu năm. Phân tích mối quan hệ giữa báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Phần 2, đi vào các hóa đơn chứng từ trong kỳ, hướng dẫn thực hiện việc lập định mức nguyên vật liệu cho các thành phẩm sản xuất và gia công làm sao cho phù hợp. Phân loại các hóa đơn chứng từ mua hàng hóa, mua nguyên vật liệu, cách phân bổ các chi phí đối với mua công cụ, dụng cụ và trích khấu hao tài sản cố định và đưa các chi phí vào từng bộ phận. Xử lý các trường hợp phát sinh thực tế trong doanh nghiệp, hướng khắc phục và kinh nghiệm sau những sai sót. Thực hiện việc tính lương, trích bảo hiểm và các hồ sơ, chứng từ đi kèm liên quan đến tiền lương. So sánh các tỷ trọng giữa doanh thu của mảng sản xuất và mảng gia công để từ đó lập kế hoạch phân bổ các chi phí đầu vào, cân đối theo tỷ trọng doanh thu của từng mảng. Kiểm tra lại các chi phí bao gồm xử lý đối với trường hợp âm kho, âm quỹ tiền mặt, các chi phí đưa vào quá lớn, dẫn đến giá vốn cao hơn giá bán, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí của mảng sản xuất và mảng gia công. Hướng dẫn lập báo cáo lên các tờ khai phải nộp, bao gồm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Và cuối cùng là phần 3, kiểm tra lại các số liệu, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cân đối lại các chỉ tiêu, điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính. Hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp online và hình thức một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Nhấn xem giáo trình và các bạn sẽ chuyển sang trang web ketoanviethung.com. Đây là toàn bộ các giao diện về khóa học online, công ty sản xuất thiết bị gia khuân. Hướng dẫn cho các bạn từ việc hạch toán khai báo các dữ liệu đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh trong năm tài chính cho đến khi lên báo cáo tài chính và các nội dung liên quan đến mục tài vệ, sắp xếp lại các hóa đơn theo thứ tự và các nội dung liên quan đến khóa học. Và để xem được nội dung của từng phần học, các bạn sẽ nhấn vào xem nội dung. Với mỗi một hóa đơn một chứng từ sẽ là một video hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Đối với giáo trình online thì phần mềm sẽ luôn được cập nhật theo thông tư mới và dễ dàng học mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ của đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.